Yo, Zen Van Swan. To le Zen Van Swan. Yeah. Đừng có chen lấn rời đất ạ. Cái hồi này ra được cái chút đấy. Cổ qua cứ 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 kia một chút đi. Chặt qua. Rời đất ơi. Tự nhiên công ty này mắc một đồng phục chán quá. Ừ, mặc váy thích hơn nhiều em ạ. Em thích một váy chị ạ. Các cậu phải hiểu rồi. Cái văn hóa động đực hả? Động dù ạ. Đồng phục nó là một cái nét đẹp văn hóa mới của công ty, thể hiện cái sự đồng lòng của nói chung là... Ok. Đây. Đến công ty ai cho ăn mặc như thế này hả? Lúc nào đi với sếp mới được mặc như thế hả? Vâng ạ. Điều gì? Kinh đấy nhở? Cái độ khắm đẳng cấp này chỉ có tất ông kia thôi. Mày điên là có mồm mày thối ấy. Anh điên là tất anh thối ấy. Mày điên là mày nhìn lên này. Mồm mày thối. Có thối thật, nhưng mà cái mùi thiên nó khắm hơn. Thế em nào em vội quên đi, và thế em nào em đưa mùa thiêu đi, thế em nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em, và thế em nào em đưa mùa thu đi, thế thế áo nào ạ? Đưa lời lẽ tục tĩu vào trong tác phẩm nghệ thuật đúng không? 50 canh một ca leo ơi. Linh Korea khóc cùng thần tượng trong giờ làm việc đúng không? Một lớp. Có à? Sao mà thỏa mãn em? Chơi bà. Cái gì này? Xem phim con lợn ở trong giờ làm việc á. Ôi, cái tội này nó to mà tiền nó không đo nổi em ạ. Bao nhiêu? 500k một tài khoản HD xem ạ. Tài khoản mật khẩu an toàn bát an và toàn yeah. Okay, xem này.